Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Tốt Sofa và ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý có trong ngày. Trên 163 sáng ngày 17 tháng 4 có một bài viết khiến netizen sốc nặng về plot twist của vụ lùm xùm giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng. Theo thông tin trang này đăng tải thì Trịnh Sảng đã tiến hành làm thủ tục xét nghiệm ADN cho hai đứa con mà cô và Trương Hằng nhờ người đẻ thuê. Vậy nhưng thì kết quả cuối cùng lại cho thấy hai đứa con này không phải là con của cô mà là con của bạn Trương Hằng. Trước đó thì netizen xứ Trung cho hay Trương Hằng có một người bạn tên là Đại Như. Hai đứa trẻ bây giờ càng lớn càng giống với người bạn này. Không chỉ vậy, trong những bức hình mà phía Trương Hằng chia sẻ trên mạng xã hội, vị trí đồ đạc trong nhà anh giống hệt với nhà Đại Như. 163 cho hay Trương Hằng đã sắp tâm để làm những điều trên là bởi anh muốn nắm thóp Trịnh Sảng, sử dụng hai đứa trẻ làm mồi nhử để thực hiện ý đồ riêng của mình. Trang 163 cũng cho rằng trong phiên tòa tuyên bố Trịnh Sảng bị xử oan, Trương Hằng khóc lóc thảm thiết. Đây cũng là chiêu trò lừa đảo của CEO này. Hiện không rõ thông tin này là đúng hay sai, nhưng tại phiên tòa thứ hai, Trương Hằng lộ ra hàng loạt sơ hở, liên tục nói tôi không biết, tôi không hiểu nhằm né tránh tất cả các câu hỏi khó. Vốn dĩ thì Trịnh Sảng rất quan tâm tới hai đứa trẻ, nhưng Trương Hằng đã ngăn cản không cho bạn gái cũ liên lạc với các con. Hiện còn hơn một tuần nữa thì phiên tòa phán quyết cuối cùng về quyền nuôi hai đứa trẻ của cặp đôi sẽ được diễn ra. Người hâm mộ đang vô cùng quan tâm và dành sự chú ý sát sao cho những tình tiết liên quan. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Tốt Sofa và nhớ đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!